Hà Huy Hà Nội Vlog. Xin chào các bạn. Bên đầm sen Tây Hồ, mùa sen nở. Tôi muốn gửi tới các bạn 12 kỷ lục dành cho một con người không hề cần đến. Đó là sư thầy Minh Tuệ. Một, tên sư Thích Minh Tuệ tìm kiếm trên Google trong 0,5 giây là 90 triệu lượt tìm kiếm. Hai, là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ hơn cả những người nổi tiếng nhất từ trước tới nay trên đất Việt. Ba, chưa đầy một tháng mà đã thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho rất nhiều nghệ sĩ, họa sĩ, vẽ tranh, nhà nhiếp ảnh, chụp ảnh, nhà làm phim, thơ ca, tạo mẫu thời trang và cả điêu khắc. 4. Chỉ một lõi nồi cơm điện cầm tay mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ vì lỡ mất miếng ăn. 5. Là người đi dọc và khắp đất nước Việt Nam hơn một lần con số đếm. 6. Là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà hoang, hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam. 7. Là người ăn xin duy nhất ở Việt Nam chỉ xin ăn một bữa cơm chay và không bao giờ nhận tiền. 8. Là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô, đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam hiện thời, gây bão mạng xã hội toàn tập. 9. Là người không sân si với đời mà đời tự sân si, ma tăng tự hiện hình. 10. Là người không có tên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà lại bị giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng chèn ép. 11. Là người không muốn nổi tiếng mà nổi tiếng không tưởng. 12. Là người có lẽ duy nhất hiện sống trên nước Việt xưng con với tất thảy mọi người hữu duyên nếu gặp.